Trời quá, nó khỏe quá. Chuột này nha. Yeah, we're bored. Bố giữ con đi lấy túi nhé. Đi lấy cái túi. Cái túi này đựng hả? Ừ. Nhìn được. Nhìn to lắm. Nó khỏe. Ừ. Nói là con này thôi. Nhìn dài được. Thế. Để con đi lấy cái đây để đựng thôi nhé. Nhanh. Nhìn dài thế nhỉ? To ngoài kìa. Khỏe lắm ạ. Khỏe mức độ nào. dài. Đúng rồi, vì nó dài ra sẽ nó dài mức độ nào. Dài nhỉ? Yeah. Yeah. Dài nhỉ? Đấy. Này. Đấy. Để con đi lấy cái để nhốt nhé. Ừ. Con đi đi. Cẩn thận ông đi mất đấy. Nhanh nhanh nhé. Vâng. Ở đây hả? Ừ, con đồng, con túm bốn góc này. Từ. Theo. Cho vào đi. Rồi. con nhà ta nhá. Mèo gì? Chắc không đâu. Chắc gì? Ăn xong có gì? Mở hang gì? Ok nhỉ? Được nhỉ? Đi, cũng có gì khanh đi. Để đâu được không? Để đâu được? Để tắm chứ được không? Cho tắm tắm đi. Để tụi bạn xem có gì. Ăn mình tắm đi. Ăn chợ nên mua dân ít thịt gà. Mình tắm nước nhỉ? Cũng phải cho nó ăn nhỉ? Nuôi thì sẽ cho nó ăn. Cái này nó chết lắm. Nó không cầm kéo tới đầu rồi đó. Chăn này hôm con đi đâu đi thu hoạch gì mà gặp con này nhỉ? Nghệ nhỉ? Nghệ mới xả đúng không? Đâu? Đi đồng Nghệ. Đồng Nghệ mới xả. Không. Về... thì con về con chả kể đấy nhỉ? Đấy, bảo con gặp con chăn to này. Ở bên đâu có chăn con không nhỉ? Chăn con thì mình phải tìm cái hang của nó. Đâu? Ở đây rồi. Phát là bẫy yêu con chăn. Con này cũng giỏi thông minh đúng không? Con chăn to quá nhỉ? Ừ, con này mãi về rồi. Con này nếu mà nó mà không bắt được nó thì gà của khu vực đấy theo còn rất nhiều. Gà thì con gì nó cũng cắn nhỉ? Ừ. Vào. Bởi vì nó ghê nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Lý Tiểu Hương để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để mình dóc vỏ đi, dóc ruột đi. Vàng, vàng. Ở đâu? Bữa bỏ đi. Đương nhiên nàng đây, đây, nàng đây, nàng đi, ngọt không, này, ngọt, này vàng, đây, này. Đấy, hôm nay may ra gặp bố con mình, không cứ nằm ở trong cái ống cống đấy thì không biết bao giờ lên. Bói nữa. Bố thôi, con đang gọi. À, con đi chợ đi đấy. À đi chợ cưới. Bố bay nhé. Này báo rửa. Ôi báo này. Ôi rửa rửa. Hình như quả mấy quả dưới thối nhỉ. Bà bái đưa cháu. Được chưa bái? Sao cái ơi nhỉ? Là xanh vứt đi. Đi bái lên đi bái. Có cần kéo không? Tìm nó có phương nào không? Ra rồi, xuống góc đằng dưới đấy. Kia. Đấy, túm cái đeo cái tàu lại xuống đi nhá. Không còn vơi vật đó. Đấy, đấy, đấy. Bà bố này, đổ theo chuối này. Lạnh nó không đợi nổi. Quay đâu? Rồi đi máy đi ra đây. Để. Để cho bụng đấy đi. Để mình bao vòng nhưng mà có sách nổi không? Ta không có sách nổi chốc ta quay lại thôi đi. Thế mà cháu còn con dao của cháu nữa. Đâu đấy, còn cháu con dao kia đằng sau lưng má nhá. Đâu? Đấy, đây đằng sau đây đây, cái cây chuối kìa. Ngẩng mặt lên. Đấy thằng má cầm lên cháu ơi. Đây. Đây. Ăn đi. Này. Sao vừa sách nó lại đấy không ra đâu. Cháu bỏ ra ăn quả nào ấy là tâm vất đi. Ăn nhiều chuối còn béo. Chuối bản ăn nhỉ. Ăn bạc và chuối tí. Chưa ăn bạc bánh trưng. Cỗ à? À không, 10-10. Cỗ hay là trứng? À, trứng là lại chị dâu à? Vợ ông Phung chị dâu nhà bá thì chị dâu sửa 3 ngôi mà chết rồi à? Cung chết rồi đâu ạ? Chết 26 này đầy năm này. À, nhanh nhỉ? Ừ. Có phải với ông bị ung thư ruồi không? Đấy. Đấy chặt mấy ra dưới. loài ốc nha. Không mang về nhà. Đi thiêu luôn à? Mang đi miệng đấy, đi thiêu luôn. Đi từ hơn 7 giờ sáng qua mà đến. Đấy là lấy. Chả biết được mấy đứa con nhưng mà nó nuôi hai thằng. Thế là xong rồi lại lấy cái thằng Hòa này. Thằng Hòa được ba đứa thì hai trai một gái. Bây giờ thằng Hòa có đứa con nào không? Thằng Hòa này nuôi một trai một gái, thế xong lấy con này thì hai đứa lại đẻ được một gái, năm nay là đang học lớp 5 tuổi. Thế là hôm qua là hai vợ chồng. Nư đấy nó cùng đi một chiều. Thế là nó hút vào. Thì chồng kéo được con ra. Nhưng mà sất hết mặt. Chồng chứ? Chồng. Con cũng sất. Con sất hết mặt. Chồng thì không bị làm sao. Con nó phải đi viện luôn rồi. Không, con không bị làm sao. Sáng nay nó vẫn nó đưa đồng mẹ nó vẫn mấy khóc mà. Mấy tuổi? Mới học lớp 5 tuổi. Thế nhưng mà nó hóm lại. Là mới sốt ruột nhỉ. Ai cũng thương đến. Vợ tên bé hả? Vợ tên là bé, cái bà mà méo mồm ấy. Nhìn cái cảnh ai thấy chả thương nhỉ. Cắt cho cái đầu đấy đi bác. Cắt mình cái đầu đấy. Đọc lên cái đỉnh. Có cái dây cũng được. Nhé. Mua này để sách chứ. Hả? Cây dưới này à. Ông tư mà lấy ông này làm hai à? Hả? Lấy anh làm hai à? Đấy, ông này là cũng có một đời vợ rồi, nó có một đời chồng rồi. Ý là chị có một đời chồng, anh em có một đời vợ rồi. Thì coi như mỗi đứa là có hai đứa con riêng. Nó hai đứa con và thằng Hòa hai đứa. Thằng Hòa là một trai một gái, nó thì hai trai. Thế là để như nhau mà được một đứa con gái nữa. Lắm hai vợ chồng thấm bé coi có phải làm ăn gì đâu. Chỉ có nhà trông cháu mới nhắm thôi. sót đâu. Dạ. Hả? Bà lên đi đâu đấy đâu? Bà lên bụi đâu đấy? chọn lên một quả này rồi đi, sau lấy cho 50.000 một quả. Phải chọn thêm một này đi, lấy cho 50.000 một quả. Đây không, cắt đây này là cắt. Đôi cho cả. Hãy subscribe cho kênh Lý Tiểu Hương để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Về cho chăn. Mua về cho chăn đúng không? Đầu gà đấy. Chăn nó ăn nhiều. Mua rau với một ít xương về để lên su hào. Đấy, nhà mình có tí có thể nấu. Ừ, có cái đấy là mình biết rồi. Này, bố. Vâng, đi chợ bán chuối đúng không ạ? Bán cái này, chỗ này để đem về mình ăn à? Đâu, chỗ này. Chỗ này ăn được, chỗ này không phải ăn cái gì sao? Không có ăn bỗng sao mình cậu rồi. Uống rượu. Cũng được một chén. Cưới ngọt này. Thôi đây đem về hết rồi chăn ăn. Chăn to mà ăn nhiều. Được. Còn tí có giờ này để cho nó ăn, để bố cắt tí rau thêm tí rồi về cho dê nó ăn. Con còn ấy. Thôi bố không ăn, con đem về. về cho Trăn ăn. Trăn ngon như này không? Không cầm với Trăn ăn. Thả nó ra nhé. Rắn này rắn lành, rắn trời. Thả nhá. Nó mua diệp, nó mua diệp. Trăn ra ngoài chùa. Đâu nhỉ? Chết rồi. Nó đừng đen. Chết rồi, đây rồi. Rồi. Cái này. Cái chàng. Ôi chuột cắn thế chị. Hết luôn cả chùa. này, con lọc rồi con này. Ui, phấn khởi không này. Dễ đẻ không? Ôi ôi. Ôi thì bố con mình với nhà con đi chợ với bố đi làm. Tôi thấy con thích nhờ. Bố đi làm mà con đi chợ mà về con nó đẻ lúc nào nhỉ? Con đẻ một con hả bố? Ừ. Bố con mình có lọc rồi. Đi vào xem bố. Ôi, bây giờ để bố cho nó ăn. Ôi. Ấy xem mà con tốn thôi thì nó vẫn có đồng trong đây gì. Chắc là nó mới đẻ con ạ. Mai rồi lại được con dê cái nữa rồi. Nó ra rồi. Ngon nhỉ? À chết rồi bố ơi, con chăn mất rồi. Sao cái gì nó buộc lưới à? Nó buộc cái lưới đấy đi rồi, mất rồi. Buộc vẫn chặt. Đấy bố vào đấy mà xem, nào tìm mãi. Hôm nay con tìm thuốc hỏng mũi rồi đấy. Đâu? Đây bố mua không? Cầm thuốc này. Ai mà nó ra được. Đấy. Rồi. Nó tìm hết dọc đây rồi. Xong bắt đầu đi sang bên kia nó lại ấy gà bên kia nữa. Cuộc chặt hôm nay mà nó rũi thủng ấy. Đúng là bố con mình phải làm cái khác chứ không bỏ ở đây được nhỉ. Xong nó đi chui sang gà bố rồi. Đấy. Nó trườn qua xuống ao. Giờ nó xuống ao nó nước này thì mình tìm sao thấy được mà. Đấy. Nó cắt gà. Ủa, chán quá này. Cái này là cái gì sao bục được nhỉ? Đấy, đây. Nhưng mà thế nào mà nó để xé được bục cái túi này? Thôi, đi bán cơm đi. Mai nhà mình hôm nay có con dê. Vỡ. Nó con răng tiếc quá. Nào nào mà có như là cái mình để ý xem nó có như nó xuống ao này. Để nó. Cái nhà xe mới đi. Để con dọn dọn thêm. Này, con con này. Con con. ăn trứng đi bố. Ừ, ăn. Ừ. Này là mất còn tàn tiếc quá nhỉ. Nó bỏ vào trong gà ấy rồi. Xong rồi trần ra con túm được cái đuôi của nó mà. Lôi mãi. Bao nhiêu công lao bố con mình làm bẫy mãi mới bắt được nó. Cũng chắc là cái đuôi mà thế mà không chuyển. Con ăn. Để... Chú Hào mình đúng không? Chú Hào mình. Hai bố con mình đi làm ở nhà thỉnh thoảng để ý xem có gặp một con trăn không. Nó gặp rồi mình tìm cách mình bắt bằng được. Không để nó là mỗi ngày nó ăn con gà nữa. Hết gà. Bố ăn bánh cháy nữa. Ừ, bố ăn trứng cành. Bố ăn nốt lọc xương đấy đi. Ừ. Ngon quá. Con vàng có ăn không nhỉ? Con này cho nó chụp lọc xương cho nó ăn. Vàng. Trường tạm.